sinh năm 1993, hiện tại em đang sống ở Hà Nội và em làm nghề diễn viên tự do. Tính cách của em là cá tính, vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình nữa. Và em đến với cuộc thi này thì em cũng mong rằng là sẽ thể hiện được bản thân, có nhiều cơ hội cho mình hơn và giao lưu với rất nhiều người ạ. Rộng, bởi vì cái công việc của em đã là liên quan đến hình ảnh rồi, cho nên là em cũng muốn là hình ảnh của mình được kiểu bay xa hơn. Em tên Trần Thị My, em sinh năm 1997 và em đến từ Bạc Liêu. Em đến với cuộc thi là mong thể hiện bản thân mình và muốn tạo ra một cái diện mạo mới cho bản thân. Tính cách của em là năng động và cá tính, còn về năng khiếu là em biết vẽ. Cảm giác thì thấy mình được yêu thích và tự tin hơn, và cũng có gì đó cũng ngại ngại. Dạ, nếu như là được trình chiếu con gái thì vẫn cảm thấy thoải mái thôi và còn thấy thích hơn nữa. Xin chào mọi người, em tên là Đoàn Thúy Vy. Em sinh năm 1998, hiện tại em đang là sinh viên. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em hiện tại là sinh viên. Tính cách của em thì hòa đồng, vui vẻ. Còn năng khiếu của em thì người em cũng khá là dẻo, nên là em tập yoga, em có thể làm được những động tác dẻo. Còn em thì em thích, nhưng mà những hình ảnh nó phải là những hình ảnh đẹp. Tại vì em kiểu như em hơi cầu toàn xíu. Dạ, bây giờ thì em nghĩ mọi người cũng nghĩ thoáng, nhưng mà những cái hình ảnh đưa lên nó thuộc theo dạng như là đẹp hoặc là nghệ thuật á, thì người ta sẽ không ý kiến. Em tên là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, em là diễn viên tự do. Em sinh năm 1993. Em hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tính cách của em thì khi mới gặp rất là ít nói, nhưng mà khi em quen rồi thì em sẽ nói rất là nhiều. Này thì mẹ em cũng có hỏi em là có phải là phải mặc bikini thiệt không con, thì em nói là dạ thiệt, nhưng mà em có thuyết phục mẹ rằng là thật chất ra con của mẹ không đến nỗi xấu, khi mà mặc bikini thì mình cũng được mà, với lại con chỉ có một thanh xuân thôi, nếu nó trôi qua rồi thì con sẽ rất là tiếc, nên em muốn tham gia cuộc thi này để lưu giữ những cái khoảnh khắc đẹp nhất của người con gái, để tự tin. Và thật sự là đây là một cái hình ảnh rất là mới của Việt Nam. Em không biết rằng hiệu ứng đón nhận của người Việt mình như thế nào, nhưng mà em mong rằng sau cuộc thi này, sau những hình ảnh của chúng em đem lại, thì bikini sẽ lan rộng hơn, và những bậc phụ huynh như mẹ em ở nhà cũng sẽ nghĩ nó cũng trong sáng, nó cũng xinh đẹp đó, chứ không có phải cái gì gọi là nó quá sexy.
Nữ Hoàng Quyến Rũ phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần từ ngày 4/3/2019 trên kênh HTV7. Hoặc khán giả có thể theo dõi chương trình tại kênh YouTube MCV Media phát sóng vào lúc 20:30 thứ năm hàng tuần từ ngày 7/3/2019.